Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện vợ chồng người cựu chiến binh già tại huyện miền núi Bắc Trà My tích góp tiền lương hưu để xây dựng khu lưu niệm Bác Hồ lâu nay đã được nhiều người biết đến. Học tập Bác ở những đức tính thường ngày, giản dị nhất cũng là những câu chuyện kể mà ông Võ Như Thông, còn có tên Tử Vì Dân, thường kể cho con cháu nghe vào dịp kỷ niệm ngày quốc khánh đất nước, sinh nhật hoặc giỗ Bác Hồ hàng năm. Chuẩn bị đón ngày quốc khánh 2 tháng 9, gia đình cựu chiến binh Võ Như Thông, Huỳnh Thị Thuyền lại tất bật dọn dẹp lại khuôn viên nhà thờ Bác Hồ. Con cháu trong gia đình lại về giúp ông bà treo cờ tổ quốc, lau chùi, quét dọn các khu lưu niệm tại nhà thờ Bác. Những tình cảm ấm áp, lòng tôn kính dành cho Bác được gia đình, ông Thông, bà Thuyền và các con cháu thể hiện qua việc trân trọng từng bức ảnh, từng câu chuyện kể về Bác. Có nhiều người nói học tập Bác Hồ một quyển văn thế khó quá không học được. Nhưng tôi giải thích cho con cháu học Bác Hồ rất dễ. Ví dụ đầu tiên, Bác Hồ nói cần kiệm liêm chính, trí công vô tư. Thế thì bây giờ các cháu á, mà nhất họ bây giờ các cháu học rồi để mà đi học đó, ra lòng công bộ á, là nên học tập Bác ở cái chỗ trước hãy không thầm lòng. Năm 2006, vợ chồng ông Võ Như Thông, Huỳnh Thị Thuyền quyết định dùng nguồn lương hưu dành dụm bấy lâu để xây dựng tượng đài Bác. Sau đó mỗi năm, ông bà lại mở rộng xây dựng thêm các khu lưu niệm khác và dành thời gian sưu tầm thêm các tư liệu về Bác để trưng bày trong khu nhà tưởng niệm nhằm giúp mọi người có điều kiện tìm hiểu về Bác. Đến nay, khuôn viên gia đình của ông Võ Như Thông có đến 5 khu lưu niệm. Trong đó, khu chính giữa được chọn làm nơi thờ tự Bác Hồ. Tượng đài Bác cũng trang trọng được đặt ngay chính giữa khuôn viên nhà thờ. Vào những ngày dịp lễ Tết ngày 2 tháng 9, thì các con cháu thường sum họp về đây, quay quần bên gia đình, được ông nội kể cho chúng cháu nghe về những câu chuyện của Bác Hồ. Và qua những câu chuyện xúc động đó, thì cháu cảm thấy rằng cháu còn phải phấn đấu học tập thật giỏi, cố gắng phấn đấu để góp một phần nhỏ trong công cuộc xây dựng tổ quốc, bảo vệ quê hương mà do chính ông cha ta đã xây dựng. Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngày sinh nhật, giỗ Bác hay ngày quốc khánh 2 tháng 9 hàng năm, ông Võ Như Thông luôn dành thời gian kể cho mọi người nghe về cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như tấm gương đạo đức của Bác. Nhà thờ Bác Hồ của vợ chồng ông ở huyện miền núi Bắc Trà My đã trở thành địa chỉ về nguồn giáo dục truyền thống cách mạng và học tập tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các thế hệ trẻ đến tham quan học tập.